Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng máy hàng miễn túi liên tục FRM980. Máy có index nha. Trước tiên mình sẽ hướng dẫn các cái nút trên bảng điều khiển của máy. Ở đây là nút mở nguồn, start, nút mở nguồn. Ở đây sau đây mình sẽ nói tất cả các nút trên cái bảng điều khiển của máy nha. Đây là nút mở nguồn, start, là nút mở nguồn. Ở bên này là nút nấm vặn điều chỉnh tốc độ nhanh chậm đó, điều chỉnh tốc độ nhanh chậm. Còn ở đây nó có hai bảng, hai cái hộp này. Ở đây là nút chỉnh nhiệt độ để mở nhiệt độ của in mực, cho cái cục mực này nóng lên nó sẽ index được. Ở đây mình là cái thanh điều chỉnh nhiệt độ, thông thường mình sử dụng khoảng 100 tới 120, 101, 120 là mức nhiệt độ có thể index được. Ở còn cái cụm nút bên này là nhiệt độ của cái mối hàng ở đây. Đó, nhiệt độ của mối hàng, khi mình cho vào thì mối hàng nó sẽ nóng lên. Đây là chỉnh nhiệt độ của mối hàng. Còn bên này, cái cụm bên này là điều chỉnh nhiệt độ của mực, cho mực nó nóng lên biết được. Tương tự, còn đối với ở đây nó có một cái nút là bring boxing, có nghĩa là ở đây nó có những cái mức từ 0 tới 6, có nghĩa là khi cái túi mình đưa vào, khi mình ép, mình nó qua mối hàng nó ép sẽ mình điều chỉnh cái vị trí index, chẳng hạn như mình điều chỉnh từ 1 tới 2 là vị trí index còn ở mức này. Còn mình điều chỉnh xuống 3 4 là ở mức này, còn 5 6 là ở mức này. Đó là cái nấm vặn điều chỉnh. Điều chỉnh vị trí để cái index của mình, cái vị trí mình in lên. Rồi còn đây là nút tắt khẩn cấp. Khi có gặp sự cố thì mình sẽ tắt nút này, máy tự động tắt. Và bây giờ mình sẽ test máy cho các bạn xem nhé. Ở đây máy hàng miễn túi liên tục và index liên tục, nên mình sẽ sử dụng bỏ sản phẩm vào. Tương tự thôi. Cắt khúc này.